Thưa anh em bà con cộng đồng mạng xã hội, thì chúng em là người Việt Nam, thì từ bên Việt Nam em sang Dubai đây để tìm hiểu khung cảnh mới đẹp để mà hưởng từng trăng mật. Để mà hướng từng trăng mặt. Quên rồi. Cái gì? Tôi đâu phải vợ ông đâu, hướng từng trăng mật. Để hưởng thụ cuộc sống, tại vì chúng em là nói chung là giàu thì cũng không bằng ai, nhưng mà nói chung là ai muốn giàu hơn cũng hơi bị khó đấy. Thì cho nên là chúng em bây giờ tiền nói chung là quá nhiều, chúng em để đi chơi hưởng thụ thôi đó. Bây giờ là hai thằng đang chơi ở dưới biển sông nước, xong rồi tối về đi nhà hàng ăn đó, xong rồi khuya là kiếm em để thụ nữa, là coi chung là hưởng thụ đấy. Wow, cảnh này mát dữ vậy ha. Quê hương anh rồi xanh đất ngạc ấy bên. Nè ba. Ở đâu vậy? Kìa. Con đù. Hai thằng báo đây. Trời ơi. Ai vậy? Mà lấy cái ghế ông tao dây làm gì vậy? Thịnh Đồng có bán khô cá lóc cả nhà. Cả nhà mua về mình chiên lên nè, nướng lên nè, bắp gỏi xoài nè, gỏi đu đủ nè, hoặc là mình chấm với lại là mắm me ớt cả nhà mình, ăn cơm hoặc là nhậu cũng đều cực kỳ bắt bài cả nhà mình nha. Thì ngoài ra Thịnh Gồm còn có bán thêm là sản phẩm giảm cân nè, giảm mỡ bụng nè, tiêu khô nè, dầu gió Singapore nè. Và đặc biệt Thịnh Gồm còn có bán thêm là mật ong rừng nguyên chất 100% từ thiên nhiên cả nhà mình nha. Mua về để sử dụng hoặc là để làm thuốc cực kỳ tốt cả nhà mình nha. Ai cần sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp gặp Thịnh Gồm hoặc là kết bạn với Zalo với Thịnh Gồm. Thịnh Gồm cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Ông bà chưa về đâu, yên tâm đi. Đi bảy. Đi luôn. Trời đất. Bà làm gì vậy? Trời ơi. Con mắt cứ nhìn cái phòng phương ế hoài. Lỡ nó có nó ở nhà sao? Không có. Mẹ. Ui. Không có. Ủa có đi đâu hết? Không ai nhà ta. Có nhà ra quýnh thấy mẹ rồi. Không đóng cửa luôn trời. Phượng ế mới chạy ra ngoài mà. Đi chạy lên. Hả? Cái lá cờ của bàn thờ tổ tiên cũng 8 triệu. Ố ế ố ế hết hồn luôn trời. Lấy cái ghế này đúng không? Lấy ghế này nè. Để lên. Đâu có ai nhà, đi đường trước luôn, đâu có ai nhà đâu. Đi chứ luôn. Nhanh lên. Lẹ lại một lát, về tới một cái. Không muốn thấy mẹ luôn. Má, không cố thì không làm gì nữa trời. Bữa nay hai cậu cháu mình phải làm cho ông bà Tám biết mặt chứ. Phải làm cho ông bà nể mình chứ. Ủa cái ghế ông già đi đâu trời? Má, không cố thì không báo nữa rồi đó. Nghĩ mệt một tí xíu. Lẹ đi. Mệt ghê trời. Mày không biết mệt hả? Mẹ đi, ủ xanh nó phát hiện quýnh thấy mẹ giờ. Cái đội nó đang qua ăn á. Cho người ta còn lò mò. Bữa nay là hai cậu. Cái gì vậy ba, cái quần này cứ bỏ đi rồi mà thiệt cái đầu mới mặc hoài. Ba hết tiền mua quần hả? Quần người ta quần xịn đó ông ơi. Xịn gì, cái quần với quần què người ta hả? Quần người ta quần đâu phải dễ kiếm. Bữa nay hai cậu cháu mình phải làm cho ông bà Tám biết mặt chứ. Phải làm cho ông bà nể mình chứ. Ông bà đâu có ngán mình đâu, tối ngày chửi mình không. Đúng rồi, ông bà coi thường mình thì chứ. Mình phải làm sao cho ông bà không coi thường mình nữa. Biết mặt hai thằng lé thằng què nó mạnh cỡ nào chứ, cứ tối ngày coi thường hai thằng, chửi hai thằng thua con chó nữa. Ở xứ này thì tao nói thiệt là chỉ có mỗi ông bà Tám là coi thường tao với mày nhất thôi. Đúng rồi. Chứ còn hả, ai người ta cũng xem thường mình chứ không ai coi thường mình. Cái gì vậy ba? Nói chuyện gì kỳ vậy ba? Bộ vốn vậy? Giỡn mặt hả? Đây cả nhà. Hôm nay là cậu cháu Thường Gồm là sẽ làm cho ông bà Tám biết tay cả nhà mình nha. Mỗi đêm vậy. Quay lại. Cứ quay đi đâu vậy? Bỏ lên tấm mốt. Bỏ xuống đây nè. Lấy tấm bao bỏ xuống nước trước cái đã. Không lại cha. Rồi xuống đây bảy.
rồi gãy cái ghế đền nữa nè. Hôm nay là Lé với Què sẽ làm cho ông bà Tám là biết tay biết ta cả nhà nha. Cho ông bà Tám là phải nể mặt hai thằng, không có coi thường hai thằng nữa. Hai thằng là chuẩn bị cái bè này từ hồi chiều hôm qua tới giờ rồi. Cả nhà mình coi hết clip đi để biết được cái bàn tròn của Què Lè ấy là Lè Què nè. Bây giờ bỏ xuống nước đúng không? Đúng rồi. Đi lên. Lên. Bỏ xuống được chưa không? Hai trò nó bảo cực dữ ta. Bây giờ bỏ cái ghế lên rồi, hãy đẩy nó xuống, giờ đẩy xuống không bỏ ghế được đâu. Đúng, đúng. Đúng, hợp lý. Đúng rồi, anh Bảy thô khôn quá. Ê, sao không khôn, ai khôn? Tao không khôn, không lẽ ông Tám khôn. Đi qua kia bà. Con thầm nó sợ chuyện té đó. Má, ông cố này làm gì trời. Trời, đám kinh ghê của ông bà già tôi xuống nước luôn trời. Ông này báo nữa rồi. Mày bước tới đi xíu ơi. Để tao chạy đi tao mét ba tao. Mày nặng dây gì? Tao chết mày à, chết mày không? À, một hồi tao nói gãy thêm một khúc nữa nè. Từ từ. Ôi trời. Này tao gọi là gì? Hạ thủy. Hạ thổ. Hạ thổ đem chôn rồi. Hạ thổ mới nhập thủy. À, hiểu không? À đúng ha. Hạ thổ giờ nhập thủy dưới. Đúng rồi. Khu dưới lé. Cái này cái gì vậy? Trời ơi! Anh Bảy! Wow! Nhiêu triệu đô! Wow! Trời ơi là trời! Bây giờ là mình ngồi lên là ý là mình quay TikTok là kiểu như mà mình đang đi du lịch ở Dubai rồi các kiểu đúng không? Anh Bảy có cần em book thêm Trần Hà Linh không? Trần Hà Linh là ai? Hả? Là cái gì không hiểu? Trời cái này nó bự nè! Không hiểu gì mình. Các bạn cứ lên TikTok kiếm đi. Bây giờ là mình đặt máy quay là hai thằng xuống đây ngồi đúng không? Đúng rồi. Mà người ta tắm biển là người ta phải mặc áo ba lỗ rồi này kia chứ. Mặc áo này thì tắm sao hợp. Phải mặc áo ba lỗ đâu mặc. Áo ba lỗ có. Ông có đem theo hả? Tao thấy trong nhà ông Tám có, để tao vô lấy. Mày có, cái tao cái. Coi chừng quýnh à. Không sao, không được, được ông, thấy. Ông có nhà đâu. Ờ, đi đi. View này chịu đưa nghe. Đâu có giỡn mặt cái định gọi Bảy Lé được. Bây giờ đợi Bảy Lé đem áo ba lỗ ra cái mặt vô là mình lên đây mình chiến ơi. Gước thì em Trần Hà Linh nữa thầy. Ông ơi. Ông. Gì? Nó tiêu mình muốn bệnh làm sao rồi đó. Vàng vàng rồi đó. Làm gì bệnh được. Nè có cái lá vàng kìa, ông phải mua thuốc xịt đi. Nè. Ông ơi. Ông. Cái gì? Tiêu hư hết trơn rồi, xịt thuốc đi. Nghe không? Nè, bị nấm gốc rồi kìa. Bị nấm rồi đó. Nấm từ từ đi. Ôi trời, vàng hết trơn cái đá nè, thấy không? Đang chọn mít nè. Đi đâu mà anh? Má bay đâu, bỏ nhà, bỏ cửa chạy. Làm gì? Què dưới bảy của đơn á. Làm gì thở hơn. Ginh cái ghế sofa ba dục với ao kìa. Mày nói gì? Hồi nào? Què với ông Bảy cô đơn ginh cái ghế sofa ba dục với ao kìa. Ôi trời ơi, mày lại xuống nữa hả? Ừ. Nữa hả? Nó đang ở đâu? Với ao ba chứ đâu. Mẹ, nó chặt cái đầu. Nữa rồi đó, nữa rồi đó, quậy nữa rồi đó. Thì trời ơi, đúng là phong cách Dubai mà. Nãy biết ra chợ mua thêm mấy ký vàng nữa, đeo vô là tôi nói là thầy. Dubai cái gì, ta phải mặc áo ba lỗ rồi nè, mặc vô đây thẳng cái. Ủa trời mưa phùng phiêu phiêu luôn. Đúng là trời đẩy cậu cháu mình luôn. Mặc vô đi rồi tranh thủ quay lên. Kiểu như mình đóng như dân đại gia đúng không? Không ba nữa. Nữa cái gì? Áo chó mà. Thế bây giờ không có áo không ba lỗ thì có áo chó, mặc áo chó đi. Ủa bữa ông Tám ông cho ông mặc áo chó cái giờ ghiền luôn hay gì rồi? Cái đó là sự ép buộc, còn cái này là sự tình nguyện. Trời ơi trời, nó thúi chết mẹ luôn à. Ông cho chó mặc lông không mà giờ đi đè mặt. Vậy chứ con người, tao nói mày con người mình có thơm đâu. Mặc vô đi. Mặc vô quay nó mới giống.
Vậy mới giống Dubai đúng không? Anh Bảy muốn chơi thì thằng què đâu có ngại. Cái gì vậy Bảy chó? Anh Bảy chó. Anh Bảy quay lưng lại anh Bảy chó. Anh Bảy quay cái lưng lại coi anh Bảy chó. Quay cái lưng lại coi. Trời ơi trời. Cứu con. Cứu con trời trời. Mày mặc vô đi. Để em. Yeah. Này là đúng phong cách Dubai luôn á thiệt. Coi chừng chìm anh Bảy ơi. Ừ. Đúng không? Trời trời. Lông chó không vậy? Cái áo thú dữ trời. Mà ông Tám này mua áo cho chó mặc rồi cũng... Ông nhiều ghét tao gì ông mua đúng số 7 luôn. Ông này có ý trước cái gì á. Cái chữ gì vậy? Tôi là dân báo đời. Đù. Ông cũng biết tôi hay báo mua cái áo luôn hay sao ta? Cái gì ổng in chữ gì, chữ F F R A N C E là gì? Bên cho dây tiền F E đó ông nội. Cái này là dứt tắt ông nội ơi. Em R anh ngỗng con cu vậy đó. Không biết không có gì vậy. Còn thiếu anh Bảy à. Em chuẩn bị sẵn hết cho anh Bảy nè. Mình qua Dubai là mình phải chơi cho đến chất. Có mất kiến rồi không? Trời ơi trời. Được. Anh muốn cây nào? Mày đeo cây đó đi. Cây đó nhìn giống nổ trồng hơn á. Đeo. Trời ơi nó chắc lừ anh Bảy. Ngồi vậy ai biết mình nghèo anh Bảy. Đỉnh nha. Rồi bắt đầu bây giờ quay TikTok đúng không? Bây giờ bắt đầu là anh em mình là ấy kiến lên sụp xuống cái là lụm nè. 1, 2, 3. Anh em bà con cộng đồng mạng xã hội thì chúng em là người Việt Nam thì từ bên Việt Nam em sang Dubai đây để tìm hiểu khung cảnh mới đẹp để mà hưởng từng trăng mặt cái gì tôi đâu phải vợ ông đâu hưởng từng trăng mặt để hưởng thụ cuộc sống tại vì chúng em là nói chung là giàu thì cũng không bằng ai nhưng mà nói chung là ai muốn giàu hơn cũng hơi bị khó đấy cho nên là chúng em bây giờ tiền nói chung là quá nhiều chúng em để đi chơi hưởng thụ thôi đó bây giờ là hai thằng đang chơi ở dưới biển sông nước xong rồi tối về đi nhà hàng ăn đó xong rồi khuya là kiếm em để thụ nữa là coi chung là hưởng thụ đấy hay quá anh Bảy là anh Bảy cũng vừa ha trời ơi trời tổng không Bảy mình ơi lịch sự anh Bảy á lịch sự thằng cái lưng ngốc thức thôi cái gì anh Bảy vô anh Bảy cuộc sống sang chảnh chỉ cần vậy thôi cả nhà. Trời đất ơi là trời cái gì vậy ba bỏ đây để rớt nói chung là lâu lắm mà mới được uống trái dừa nha mọi người chứ em ở nhà em uống toàn là bia tay quơ không giờ mới uống được trái dừa. Anh Bảy mình cho nó ra ngoài chú anh Bảy. Đúng giờ, rồi. Nhiều khi nói với mọi người á, mình áp lực của đồng tiền nó nặng quá. Cần phải có cái thời gian để nghỉ ngơi, giải trí. Đúng rồi. Chứ còn em đi, em về nhà không là tối ngày đếm tiền với tính tiền không. Em nói trời ơi, nó nhức cái đầu muốn chết mẹ rồi xong cái cuộc đời này. Tiền nó làm áp lực. Chịu mua thùng bia anh Bảy. Tiền đâu mua? Tiền đâu mua? Tiền đâu mua? Mới kêu tiền nhiều đấy. Mới kêu tiền nhiều mà. Cái đó là để người ta quay TikTok thôi. Nhưng mà chứ tôi mua. Cái không có nói không có tiền mua là cắt bỏ nha. Mấy thằng edit lại là hoàng nha. Khúc đó là anh Bảy nói là để đăng TikTok là lấy le đó. Phong bạc tí thôi anh em à. Wow, cảnh này mát dữ anh Bảy ha. We'll be right back.
Quê hương anh rồi xanh đất ngạc ấy thằng Bình. Nè ba ba ba. Ở đâu vậy? Kìa. Con đù, con đù. Hai thằng Bảo đây. Trời ơi. Ai vậy? Ở đâu lấy áo cho mặc nữa vậy? Ai vậy, ai vậy? Mày ra đây. Cố báo đời. À anh Tám với chị Tám với chú Mành. Mày ra đây. Anh Tám chị Tám chú Mành. Mày lại đây. Mình lại đây, lại đây mình tận hưởng cái phong cách kilo bay nè. Hả? Chuyện phá hả? Anh Tám chụp hình không? Mày lấy cái ghế ông Tám ra làm gì vậy? Cái gì? Chị Tám nói gì? Nó điếc, nó giả điếc kìa. Giả điếc kìa. Chị Tám nói gì? Lấy cái ghế bà Tám ra đây làm gì? Anh Tám, thời xưa chống Pháp, chống Mỹ em sợ chứ, em sợ chống lạnh dữ lắm anh Tám. Trời ơi. Một cái mực chết luôn. Cái gì? Anh Tám này gì tức? Cái gì? Hết buồn nói. Thế nhà có gì mà để hai ông cố để chạy ở nhà cái ghế ra đây trời. Trời. Hai ông cố nó phát rồi đó, có chịu được cái trời. Ủa bình thường mà tụi em quay xong tí em khiêng vô trả thôi có gì đâu. Hai cậu cháu con đang quay TikTok kiểu phong cách Dubai sống kiểu sang chảnh hiểu không? Em quay nhà em nói cho anh chị Tám nghe. Hết chuyện rồi. Em nói chị Tám nghe bởi vì em nói là anh chị Tám là đầu óc của anh chị Tám là chưa phát triển. Chưa có suy nghĩ xa xôi. Trời. Đó, bây giờ tụi em làm như vậy nè, tụi em quay lên là người ta thấy cái view đẹp, nhiều khi người ta vô tôi trả miếng đất anh nó lên mấy tỷ sao? Dữ vậy sao? Hợp lý. Hợp lý ra đây. Hết chuyện. Tôi mới hợp lý cái chút xíu cái ghế sao sofa tôi là hư rồi đó. Cái gì mà hư? Cái vô nước rồi nó hư chứ gì? Tụi con chỉ mượn tí thôi mà. Đi mượn không phải hỏi thổi ông bà Tám nha, ông bà Tám đi làm thì mày làm gì hả? Đây nè. Ông bà Tám coi nè. Nó chất như nước cất luôn. Coi nè. Trời ơi, lão ghê. Cái áo chó treo ở chỗ đó nó còn lấy nó mặc nữa. Thấy à, báo đời cậu Bảy mặc áo kia kìa, thấy không? Hồi hôm bữa ông bà cho hai con cháu con mặc áo chó ghế vậy, ông Bảy gãy, ông Bảy ông ghiền rồi. Cho nên là ông mượn đỡ bằng tí, quay clip cho nó. Chị Tám đúng rồi, chị Tám ngộ thiệt. Ngày xưa là em lấy cái áo vú của chị á, chị cũng nói. Bây giờ em lấy cái áo của chó chị cũng chửi. Bây giờ chị có chắc có nước là em tha nồi dẻ chị mới không nói chứ gì. Sao mà gia đình của ông bà Tám cứ dồn hai cậu cháu con vô đường cùng không vậy? Đánh chó cũng phải chừa đường lui. Khi mà ông bà Tám dồn hai con chó vô đường cùng không khỏe quay lại nó cáo bà thôi. Bây giờ ai dồn ai? Ông bà dồn tụi con. Ngoài mà còn có gì mà phá nữa không? Trời ơi là trời mệt ghê. Thì đây là báo người ta có không ai dồn. Người ta đang sống theo phong cách Dubai mà ông bà cứ ngộ sao mà ngộ dư trời. Mày xuống mà kéo nó lại tao quay. Tôi nhịn mày không được rồi đó. Mày tin tôi nhảy xuống không? Tin không? Tám ngộ ghê đó, em mượn em quay tí xíu em trả. Nhị sư huynh, hãy coi nè, coi nè. Trời ơi, bây giờ tính sao đây? Tính sao bây giờ nhị sư huynh? Kéo lại anh, kéo lại tao. Mày xong rồi. Tao anh hiếp quá đáng rồi. Quý mấy đầu. Quất nát. Giá này cho đầu à. Con chạy vừa. Ra đây. Con chạy vừa. Cái vừa. Má đây. Cục đá nè. Má con cục đá thì nó sợ con. Con chạy vừa. Ngồi đây, mày lặn xuống nước, mày đi sau lưng nó. Kéo nó lại tao. Ngấp cái đầu là một cái, một là ở đây là động thổ ông luôn đó. Kéo nó lại tao. Ở đây. Không tới. Ông bỏ luôn rồi. Đâm xuống, đâm tao. Giỡn bạc hả? Ôi trời. Con bẻ cổ nó xuống nó ngâm nước rồi. Bây giờ. Ông Tám. Trời ông già, chết mẹ ông già, ông xuống luôn rồi. Trời ơi, thấy công chuyện rồi. Kéo nó tao. Ôi. Mẹ ơi. Chết mày ơi. Không có. Không có. Kéo lại đâu tao. Hai cha con làm gì vậy? Kéo lại đây. Có chuyện gì mày? Người ta chỉ làm clip vui thôi mà. Quay. Bây giờ mình quay vòng tròn cho chúng mặt. Không mày quay nó trong mặt lên cho nó ngã. Quay vòng tròn. Trò phá hả? Ngu quá đến cả đầu trong trời rồi vô đầu. Quay. Quay. Người ta quay, quay TikTok thôi. Gia đình nó bà ngộ thì chứ. Ngộ gì? Cái cục bộ cái salon da đây phá vậy á. Hết chuyện đi lấy cái sofa phá là chưa ngộ gì. Bà Tắm đi đâu? À. Tắm đi đâu? Ngộ cái gì? Bà Tắm hồn là tao là đây. Bà Tắm hồn là đây. Chạy vô bờ đây. Chạy vô bờ tôi. Người ta mượn người ta quay đi xíu rồi. Mày trời không? Trời ơi. Trời. Mình đi bà Tắm tao phải máu luôn nãy không? Nhiều ớt nè. Quay cái đầu kia vô. Bà Tắm buông không buông. Em trời chứ vừa. Đầu kia vô. Kéo con lại thôi. Kéo con mày lại. Chạy hả? Mày tới công chuyện mà mày chạy hả? Người ta mượn người ta quay cái tí xíu thôi làm gì ghê. Công chuyện mày ơi. Người ta mượn không mượn em chửi chứ vừa. Đi. Thằng què kia nó nhanh con.
Thằng què nó nhanh đi chó. Què sao mà nó nhanh dữ vậy? Nhanh đi chó què. Mày quay nó tao. Mày ơi, tao ở đây em cái gì? Lấy cái chạy tao. Chạy đây tao buông ra buông em chọi chứ dừa. Chạy ra buông ngay. Con gọi chọi dừa nữa hả? Con gọi chọi dừa mà cái con xin. Hả? Mà cái con tay đâu? Cho buông ngay đi. Cho em mượn em quay video đi xíu không xin vô. Lấy ghế lên nha, qua chạy hả? Mày lấy ghế lên nằm nhà, để lên nhà tôi lẹ lên. Cái gì? Kéo cái ghế lên nhà chạy cho ông bà. Trời ơi là trời, chỗ cậu cháu người ta đang quay cảnh siêu siêu ở bên Dubai. Nó đang đến tóc chơi à, ba gia đình ông bà xuống quýnh người ta. Rồi cho bắt ta đi ghế, nghĩ sao vậy? Mày dám mày chạy nhanh thiệt á, không có tao bạn mẹ của mày đâu. Mày chạy đi, gửi cái ao con chó gì chạy cho tôi nha. Cái này cho tôi lại mày chết mẹ mày nha. Mày lại nói này con. Nói gì? Bà ta nói gì? Lại đây nói nghe nè. Trời bà tám vụ con hả? Con quái vậy mày? Có cái gì kìa? Có gì kệ mẹ con. Ông bà, ông bà đi lấy cái ghế lên đi. Ông bà lấy giùm con. Chó. Ồ cuối cùng. Cuối cùng cha con mày ở dưới này ngâm nước hả? Mày để đó ra tao. Quá rồi. Cáo thiệt chứ. Ôi giờ con không biết đâu cái ông ba má ba tự lấy vô đi chứ giờ con không lấy không? Nó có chuyện làm hết chạy xuất ao cho làm. Trời ơi đi dục giá ông xuống ô mày đi dục giá ba xuống nước kìa. Trời ơi trời. Cái con nợ à. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè. Nó là nhà mình, bây giờ mình phải có cách. Làm lại đó. Đúng rồi. Bây giờ tụi em làm vậy thì anh chị bây giờ có cách đó. Bây giờ mấy cha con mẹ con đánh nhau luôn đi. Bây giờ cách giải quyết là ba cha con mẹ con anh chị quýnh nhau luôn đi. Ờ đúng rồi. Quýnh nhau đi. Bà Tám, con nói bà Tám nghe nè. Bà Tám nhìn chỗ đó là thấy nước không? Anh có thấy nước gì hết á. Đi xuống tháo ghế chào tôi mà lên. Bà Tám. Tôi cắn tay. Chạy tay bậy ơi, chạy bậy ơi. Cái chuyện làm mày. Trời ơi trời. Ô, ông ơi. Mày trả cái áo cho chó nha. Mày chạy đi. Trời ơi, ông Tám ơi, tôi nói luôn Tám ơi. Ông Tám ra phá thì mình đỡ phải khiêng ghế đem vô trả. Giờ kêu mấy hàng cố nó xuống tháo cái ghế để chạy đi gà con có biết đâu. Mẹ kiếp ra mấy hàng mấy hàng chó đi chơi. Tôi kêu ông Tám kêu mạnh chụp. Cái ghế khiêng trả cho mình cho. Tôi kêu mạnh chụp vô nó lại để cho nó tháo ghế. Còn ai nữa khờ tháo khiêng. Cha con mình khiêng luôn giờ còn ai bỏ đây mình hư với ai hư. Á đù nó chạy hết rồi. Còn ai nữa. Đi giờ khiêng ngay đi. Nó báo đời nữa. Khiêng ông Tám. Hay thiệt, hàng chó này nó hay thiệt á. Ủa hồi nào giờ nó vô nhà mình làm ta? Nào làm hay dữ ơi. Có cái nhà ba má coi có không xong nữa. Coi được coi không được thì bán hết đưa tiền cho con để con làm công chuyện của con coi. Trời ơi. Mày muốn lau con lỗi tôi rồi đó. Vậy chứ cái nhà giờ coi không xong nó để xuống nghiệp đề còn gì nữa. Bán hết đi để tôi tiền cho con. Mày hả mà muốn báo nữa hả? Mày muốn một báo nữa hả? Báo hai thằng nó báo được nhiều rồi mày còn muốn báo tôi bán đất nữa hả? Bán nhà nữa hả? Vậy chứ cái nhà ba má coi không được thì bán hết đi để tiền cho con làm công chuyện còn có ý nghĩa hơn nữa. Mày muốn cha tao đó. Sau cùng mày quay lại đó. Đó cuối cùng ai báo ai? Đó trời nặng con làm nổi nó ba ơi. Cuối cùng ai báo ai? Nặng quá. Rồi bỏ đó đi. Rồi bỏ đó đi. Mời đó. Trời. Nó làm sao mà thưởng mấy tí kia. Nó làm sao hay ta? Nó làm được cái này. Đó. Ba má thấy không? Ở nhà không riết than. Thôi đi tôi này tôi bà xuống đây ngồi chơi. Mẹ ông khùng lắm đi nó chết mẹ chùa nọ đi. Ở nhà không mới lấy ba cái thang trên cái ghế ra mà không hay nó thôi chịu. Ủa mình bán hết đi để làm gì nữa. Ủa mẹ đâu à? Thì con đi về chứ sao? Cái thằng này. Khiêng cho mấy này về chứ. Thì ba má khiêng chứ đồ ba má đồ con đâu kêu bán cho đất coi cho tiền con không cho giờ ba má khiêng. Ăn luôn. Chặt phần rũ đạn nữa. Này rũ đạn khác nữa rồi. Tới công chuyện đó rồi. Để kiến nhắm mày. Cái thời mình hết thôi à. Ba má khiêng đây con liên quan con đâu. Ở trời ông Tám ơi, coi con không nói chuyện vậy nè là sao? Mẹ con tôi phải con bà đẻ mà không ai con bà hả? Ủa ông lừa kêu lấy gì đẻ? Bà thấy cái lỗ đẻ này để con thúi không? Mẹ biết tuổi ông cãi lộn luôn á. Không có tốt lành cái tôi về đẻ đi.